Hello anh em, đây là đất nghỉ dưỡng chấm tốp đây. Chúng tôi lại có mặt ở đây là thôn Thái Lai, Minh Trí, Sóc Sơn đây. Hiện tại trước mặt anh em đây là con đường bê tông rộng gần 5 mét. Ở đây thì là cũng gần khách sạn của Trần Quang luôn. Trần Quang có cái khách sạn dưới kia thì nó từ cái mảnh đất này theo đúng cái trục này luôn. Nó sẽ chạy lên đó thì chỉ khoảng độ tầm 300-400 mét là tới khu khách sạn Trần Quang, và thêm 100 mét nữa, tức là 500 mét thì đến cổng của sân golf. Như anh em nhìn thấy trên màn hình đây, khu này là cái đường xá đây. Đường xá của nó là đường hai ô tô tránh nhau này. Đấy. Xe Trần Quang đỗ như thế này vẫn còn là cả hai bên vẫn còn rất là rộng. Đường hai xe tránh nhau. Lô này là 821 mét anh em nhé. Đã xây tường bao này. Xung quanh hàng xóm cũng toàn nhà to cả. Đấy. Và lô này ở trong thì mặt bằng lâu rồi không vào ấy, nhưng mà mặt bằng cũng là đã phẳng phẳng phiu hết rồi, không có gì để lo lắng cả. Xung quanh ranh giới thì cũng đã xây dựng hết rồi. Vâng, lấy lại miếng này, bây giờ lại trao đi đổi lại nhỉ? Thì lại bán thôi. Bây giờ lại bán thôi. Hôm nay thì bây giờ bán 4,2 triệu. 42. 821 mét và có sổ đỏ rồi anh em nhé. Đấy, sổ đỏ có thổ cư luôn. Anh em có 200 thổ cư. Anh em nào cần thì alo. Rồi, cảm ơn anh.